chào anh chị, ngày hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu với anh chị về hai căn biệt thự cuối cùng trong giỏ hàng villa biệt thự ven tầm Việt Triều cho anh chị. Hai căn này thì có tổng diện tích là 260 m², mỗi căn là 1.500 m, sau là 26 m nha anh chị. Ở đây thì hiện trạng là đang đứng trên con đường này là con đường nhựa 10 m anh chị. Anh chị thấy không ạ? Vị trí này thì cách vượt qua chỉ tầm 50 m thôi. Thì cái vị trí này nó gần quốc lộ 1A thì thấy việc kết nối giao thương rất là thuận tiện. Đây anh chị, đây đó, đây chính là cái căn D6 này anh chị ha, đó căn D6 đây, căn bên cạnh đây là căn D7, đó đây D7 này anh chị. Từ vị trí này thì kết nối xuống tầm Thủy Triều đó chỉ mất khoảng tầm 3 phút di chuyển thôi nha anh chị. Cái vị trí này thì nó gần với quy hoạch là 160 hecta, đất thương mại dịch vụ, thì gần quốc lộ 1A này thì cái việc kết nối giao thương rất là thuận tiện. Về tương lai á, khi mà quốc lộ 1A này sẽ trở thành con đường nội đô, khi cái đường cao tốc, đúng không ạ, khi đường cao tốc đi vào khai thác vận hành thì những xe loại xe lớn như xe tải, xe công, xe men họ sẽ đi vào cao tốc, thì con đường quốc lộ 1A sẽ trở thành con đường nội đô, thì khi đó cái việc mua bán kinh doanh hàng quán cũng rất là sầm uất. Nên quý anh chị ha, vị trí đất này tại xã Cam Hải Tây của huyện Cam Lâm chị. Đây bên theo hướng phía tây của hôm đây này, có một cái nhà nghỉ sát bên cạnh đó, có những cái quán ăn như thế mà rồi. Và bây giờ thì cái vị trí này nằm trong cái quy hoạch là khu vàng cơ đó. Quy hoạch là cái khu vàng cơ đó. Để bây giờ thì Hùng sẽ chia sẻ với anh chị về cái quy hoạch này nè. Đó, đây là cái con đường này 10 m này chị. Đó là cái con đường 10 m. Tính từ cái cột bê tông bên đây đi qua cái cột bê tông bên đây đó là 10 m nha anh chị. Đó, quy hoạch đây về khu vàng cơ đi trực diện xuống tầm Thủy Triều luôn, nên rất là anh chị rất là an tâm, đúng không? Đất ở đây đã có sổ đỏ nền rồi đó, có ngân hàng bảo trợ cho mình vay rất là cao, định giá. Quý anh chị nào quan tâm tới cái vị trí này thì có thể là kết nối với Hùng theo số điện thoại 0909 9. Hùng sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào.